Hiện tại là Nhân đang ở dự án Phaeta Eco City. Bây giờ Nhân chạy một vòng cho cả nhà mình xem nha. Thì trong cái khu này là mình phân lô là cái diện tích là nó rơi vào cái tầm nhỏ nhỏ thì nó khoảng 6,5 m dài 16,5 m, hoặc là có những nền lớn hơn thì 6,5 m 20, rồi 5,20 m 5,25 m. Nói chung là mình rất là nhiều diện tích để mình lựa chọn nha cả nhà. Còn cái giá ở đây thì cái giá rumo của công ty á, phía công ty là 15 triệu 1 m. Thì bây giờ là mình đang trong cái quá trình là mình cho giữ chỗ. Thì mỗi một chỗ như vậy là mình sẽ giữ là 50 triệu một chỗ, một vị trí. Và cái ngày mở bán là ngày 28 28 thôi anh. Ngày mở bán là ngày 28 tháng 10 tại nhà hàng Lemolat Vĩnh Ký, 142/18 Cộng Hòa. Ở trong đây thì cái dự án này là mình đã có sổ hồng hết rồi, có sổ hồng từng lô luôn. Ví dụ như khi nào mà mình vào đây mình giữ chỗ đó thì mình ưng cái vị trí nào đó thì bên phía công ty sẽ đưa cái sổ ra luôn, cho mình xem cái sổ của cái vị trí mình chọn. Còn cái giá rumo thì như lúc nãy Nhân nói là 15 triệu một mét. Còn cho đây xe nhà kìa. Cái này là cà phê. Ủa nó xây gì rồi sao quan công ta? Đâu quan công á? Nhưng mà xây vẫn được luôn. Nhưng mà phải xây phải xin phép. Rồi anh làm cái gì? Anh làm quán cà phê thì anh xây dựng có được. Xây nhà thì anh ở thì bắt buộc mình sẽ thay đổi. Cái khu này là mình cái hạ tầng là mình hoàn thiện 100% rồi nha cả nhà. Thứ nhất là cái hạ tầng hoàn thiện, thứ hai là cái sổ của mình cũng đã có luôn rồi. Nên là xuống đây là mình rất là dễ dàng để mình chọn cái vị trí, mình ưng vị trí nào thì mình cứ đặt chỗ vị trí đó thôi. Còn cái giá là ngày 28 thì mình sẽ có cái giá chính thức, giống như là cái phương thức ngày xưa giờ là bên chủ đầu tư Cát Tường đã làm. Khu này thì rất là đẹp rồi. Giờ cả nhà mình nói chung là mình xuống mình tham quan dự án là mình sẽ cảm nhận được nó rất là đẹp rồi. Và cái giá thì nó cũng so với khu vực thì nó cũng khá là ok, 15 triệu mét thôi. Ở đây mình thấy mình làm đường khá lớn nha, lòng đường vỉa hè cũng khá lớn luôn, vỉa hè 3 m. Thì đặt đầu là bên công ty, bên chủ đầu tư sẽ bung ra là khoảng 300 nền trong cái đợt mở bán đợt đầu này, và sẽ bán chia hình nhiều đợt, và mỗi một đợt là khoảng 300 nền nha cả nhà. Còn mình đang mua là mình mua cái đợt đầu tiên của bên phía chủ đầu tư bung ra, cho nên là cái giá là nó, giá cả nó khá là ok. Thì từ cái đợt đầu cho tới đợt hai đó thì bên phía chủ đầu tư sẽ lên giá để cho những cái người mà đã mua trước, đã đầu tư trước thì sẽ bán lại nó dễ dàng hơn, cho nên là mình mua đầu tư thì nó khá là ok. Còn nếu như mình cái dự án này mua để ở thì mình khỏi bàn tới rồi. Từ cái vị trí này mình chạy ra tới chợ Bình Chánh là chỉ có khoảng 4 cây số thôi. Chợ Bình Chánh quốc lộ 1A nha cả nhà. Từ ngoài đó mình vào đây là khoảng 4 cây số, rất là gần. Và xung quanh thì cái tiện ích là hầu như là đã có rồi, có hết rồi. Sau này cái vỉa hè có lót gạch mình, cái vỉa hè của mình là hiện tại mình thấy bê tông nha cả nhà, nhưng mà sau này là bên phía chủ đầu tư sẽ lót gạch hết cho mình. Nó đang làm cái cầu đẹp này, trong cầu ánh sao. Thì phía chủ đầu tư Cát Tường được một cái là đi tới cái dự án nào thì dự án đó đều đẹp nha cả nhà, làm rất là bài bản. Mình thấy phía trước là bên chủ đầu tư là đang trồng những cái cây xanh cho mình.
đây mình thấy một căn nhà rất là lớn, một trệt hai lầu với lại một cái lồng cu ở trên nữa, rất là đẹp. Ủa, con này đi rồi à, chạy đây luôn. Thì bên phía chủ đầu tư là bên công ty đó, thì lúc trước bây giờ là đa số mà những cái dự án bên đây nó bán đó thì bằng cách là giữ chỗ, thì trong vòng một tháng đó, thì cho nên là cả nhà mình có thể là trong cái thời gian đó là mình có thể là suy nghĩ, tức là khi mà mình giữ chỗ là mình sẽ giữ 50 triệu một lô một vị trí, nhưng mà tới cái ngày mở bán đó, ví dụ như là mình có thể là tham khảo nhiều dự án khác. Nếu như mình thấy cái vị trí nó ok và cái giá cả mà nó hợp lý hơn cái dự án này á, thì cả nhà mình có thể là mình lấy cái tiền lại rồi mua ở bên chỗ khác, nó không có mất tiền. Cho nên mình cứ thoải mái vô tư mình đặt chỗ nha, nó không có cái gì gọi là áp lực phải suy nghĩ hết. Đó là mình mua thì tới ngày mở bán đó mình chuyển 50 triệu giữ chỗ thành đặt cọc, còn nếu như mà mình không mua thì mình lấy tiền lại, nó không có mất tiền. Chết nhìn chưa? Nguy hiểm quá. Ở đây mình có một cái công viên dòng xây rất là lớn nha, rất hoành tráng. Tổng diện tích của cái dự án này là mình 420 hecta, và hiện tại là với cái diện tích hiện tại là khoảng gì anh? Diện tích hiện tại là 40 hecta và nó sẽ mở rộng theo từng đợt, từng giai đoạn. Thì cái những cái phía mà giai đoạn 2 và những cái giai đoạn tiếp theo á, thì sẽ hợp tác đầu tư với tập đoàn Sen Group. Ở đây thì cái dự án của mình là nó có hai mặt tiền lớn nha cả nhà. Một mặt tiền là đường Đinh Đức Thiện, là nó nối từ quốc lộ 1A chợ Bình Chánh đi vào đây, và một cái con đường thứ hai là một cái cổng thứ hai là nó sẽ đâm ra cây chân thẳng cái đường 835, đường 835B. Dạ, là cái ngã tư chân đi kêu bằng ngã tư gì ta? Ngã tư Đinh Đức Thiện. Yeah. Là giống như Sài Gòn từ chợ Bình Chánh mình chạy vào tới cái ngã tư Đinh Đức Thiện thì nó giao nhau với lại Đinh Đức Thiện qua đường tỉnh lộ 835B. Thì cái dự án mình là nó nằm hai mặt tiền đường chính hết. Rồi thì nhân một số thông tin mình sơ bộ cho cả nhà mình tham khảo để mình biết thôi. Còn ví dụ như mình muốn biết rõ hơn thì cứ alo cho Nhân, số điện thoại trên màn hình đó, thì Nhân sẽ tư vấn cho mình rõ hơn. Hoặc là mình muốn đi tham quan dự án thì nó có hai ngày, ngày thứ năm và ngày chủ nhật, thứ tư và thứ bảy, Nhân xin lỗi, ngày thứ tư và thứ bảy là bên phía công ty sẽ chở mình tham quan miễn phí dự án. Rất là đẹp. Ở đây là cả nhà mình thấy là đường tỉnh lộ 835B. Là nó đi về đâu anh? Hả? Đi về đâu? Đi một mặt đi được kết nối tại quốc lộ 50, một mặt ra quốc lộ này. Dạ. Như ở đây là mình thấy là cổng sau á, cổng sau tỉnh lộ 835. Nhìn rất là đẹp. Thì một lát thì Nhân sẽ chạy lên cái cổng chính cho mình cả nhà mình xem luôn. Cổng chính thì nó hoành tráng hơn đây nhiều. Đây, trước mắt của mình là đường Đinh Đức Thiện. Cái đường này lộ giới nhiêu anh Dương? Lộ giới là 30 mét. Đó, Đinh Đức Thiện, bây giờ mình chạy thẳng cái đường này là mình về
về cái phía quốc lộ 50. Còn ở đây là mình ra ra Sài Gòn, quốc lộ 1A, chợ Bình Chánh. Đây là cái cổng nha cả nhà, cổng chính. Cổng này là tuyệt vời luôn, 20 tỷ cho cái cổng này.